Dạ Thảo Liên khởi đầu là một xưởng chiết xuất tinh dầu gia truyền, đến nay đã trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Dạ Thảo Liên, được khách hàng biết tới với cái tên quen thuộc là tinh dầu Dạ Thảo Liên. Chúng tôi mong muốn quảng bá và xuất khẩu các sản phẩm tinh dầu là thế mạnh của Việt Nam ra thị trường thế giới, nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất tinh dầu tại Việt Nam. Khát vọng của chúng tôi chính là sản phẩm tinh dầu nguyên chất thiên nhiên có thể đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam, đẩy mạnh hiệu quả từ việc sử dụng tinh dầu, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc tây để tránh được tác dụng phụ không mong muốn. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn quảng bá và xuất khẩu các sản phẩm tinh dầu có thế mạnh của Việt Nam ra thị trường thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững ngành sản xuất tinh dầu Việt Nam. Được thành lập từ năm 2015, đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Dạ Thảo Liên đã dần xây dựng và phát triển thành một công ty hàng nghìn mét vuông với các xưởng sản xuất và chiết xuất tinh dầu với máy móc hiện đại công nghệ cao từ Indonesia, Lào, Nhật Bản. Niềm tự hào của tinh dầu Dạ Thảo Liên là được chiết xuất từ 100% tinh dầu thiên nhiên, an toàn và lành tính. Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm tinh dầu thiên nhiên là một sản phẩm thường thức trong mỗi gia đình người Việt. Đặt tiêu chí kinh doanh uy tín lên hàng đầu trong số các nền tảng của thành công bền vững, chúng tôi đã và đang tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm nguồn gốc tự nhiên. Tất cả sản phẩm đều được sản xuất qua dây chuyền chất lượng cao, đạt chuẩn ASEAN. Với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về sản phẩm và quy trình truyền thông, marketing chuyên nghiệp, Dạ Thảo Liên đang tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Nhân sự của Dạ Thảo Liên luôn được đào tạo theo phương châm, mỗi thành viên là một đại sứ thiện chí của sản phẩm. Mỗi khách hàng đều được Dạ Thảo Liên chăm sóc như người thân. Khách hàng đến với Dạ Thảo Liên vừa có thể tìm thấy sản phẩm tinh dầu thiên nhiên an toàn, hiệu quả, vừa có cơ hội kết nối cùng đại gia đình Dạ Thảo Liên, khởi tạo sự nghiệp kinh doanh bền vững, tăng thu nhập cho cá nhân và gia đình. Dạ Thảo Liên, chuẩn chất lượng, rõ nguồn gốc.